Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe Phát Phú Mỹ. Hôm nay cùng mình Phil review xung quanh chiếc Ford Everest 2021 Sport đầu tiên đã xuất hiện tại Ford Phú Mỹ sau khi đã được Ford Việt Nam công bố với giá 1 tỷ 112 triệu đồng. Ford Everest 2021 đầu tiên đã có mặt tại Phú Mỹ Ford, giúp người tiêu dùng có thêm hình ảnh thực tế của mẫu xe SUV cạnh tranh với đối thủ sừng sỏ Toyota Fortuner này. Cùng mình Phil xem Ford Everest có thêm biến thể mang tên gọi là Sport, không đồng nghĩa với việc trang bị các tính năng cao cấp nhất cùng với khối động cơ mạnh mẽ. Đây chỉ đơn giản là một phiên bản làm mới theo phong cách thể thao, thay thế cho hai phiên bản thấp là Ambiente và Trend trước đó, giúp khách hàng trẻ có thêm sự lựa chọn cho phân khúc này. Xe đang được đưa vào showroom Ford Phú Mỹ để quý khách tham quan nha. Ford Everest Sport được bổ sung các yếu tố thiết kế nội ngoại thất theo phong cách thể thao nổi bật. Phía trước mặt ga lăng là lưới tổ ong với dòng chữ Everest trên nắp capo được sơn đen bóng rất là đẹp mắt. Các bạn cùng tham quan nha. Bên cạnh đó, các chi tiết như giá nóc, cản trước, cản sau, cụm đèn trước, ốp gương, tay nắm cửa và dòng chữ Sport hậu cũng được sơn đen. Đó. Rồi các bạn xem xe đang chuẩn bị đưa vào showroom để mình quay xung quanh xe nội ngoại thất và review chi tiết cho quý khách hàng cùng tham quan. Các bạn thấy video clip thấy hay, hữu ích thì vui lòng like, subscribe kênh để mình có động lực làm video clip tiếp theo. Let's go! Cách bạn vượt qua thử thách. Là nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh. Cách bạn thách thức bản thân mỗi ngày sẽ khiến mọi người noi theo. Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu đầy phong cách cùng Ford Everest Sport. Thiết kế mới, năng động, thể thao, cả nội thất và ngoại thất. Động cơ turbo 180 PS mạnh mẽ. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới. Hãy theo đuổi hành trình của riêng bạn. Đầu tiên mình quay phía trước đầu xe cho quý khách hàng cùng xem nha. Mặt ga lăng nè, được sơn đen bóng với cái lưới tản nhiệt hình tổ ong rất là đẹp mắt nè. Ba đờ sóc cũng màu đen luôn, mâm sơn đen 20 inch ha. Và bên hông cửa có chữ Sport thể thao. Đó. Cái logo của bên tay mang cá cũng màu đen, có chữ Everest ha. Rồi trên giá nóc cũng có ba ga mùi màu đen. Đó. Phía sau có camera lùi. Ba đờ sóc cũng sơn màu đen. Đó. Với thay đổi mới thiết kế Ford Everest Sport 2021 này làm xe thể thao hơn, cá tính hơn. Đây là phiên bản giữa Ambiente và phiên bản Trend đó, trên hai phiên bản đó và dưới phiên bản Titanium, để khách hàng có thêm lựa chọn cho Ford Everest với kiểu dáng mới Sport mang lại rất là đẹp mắt. Trái tim của động cơ là động cơ eco, động cơ single turbo 180 mã lực và 420 Nm với hộp số tự động 10 cấp. Đây, khoang nội thất bên trong xe với những viền chỉ màu xanh dương rất là cá tính, mang lại kiểu dáng thiết kế rất là khí đồng học, kiểu dáng đẹp mắt. Và cái trần của xe nó khác với phiên bản trên Titanium là nó màu sáng hơn, trong khi phiên bản Titanium màu đen đó các bạn. Đó. Những khác biệt so với hai dòng trước. Với giá 1 tỷ 112, hy vọng sẽ làm quý khách hài lòng tại thị trường Việt Nam với nhiều khuyến mãi ưu đãi. Quý khách hãy liên hệ ngay hotline 0915 116 831 để được tư vấn ưu đãi nhất nha. Quý anh chị xem qua nội thất rất là rộng rãi. Mình mở cốp phía sau, có cái đá cốp luôn nha. Có camera dè và ghế, hàng ghế thứ ba của xe thì không được chỉnh điện, mà thay vào đó đây là phiên bản Sport nên chúng ta chỉ mở bằng cơ thôi. Đây,
mời các bạn xem mình gập hàng ghế phía sau lại nha. Khi gập hàng ghế phía sau lại, chúng ta có một không gian rất là rộng rãi, thoải mái. Còn khi mình bung hết hàng ghế lên, mình có thể chở được 7 người. Rất là phù hợp cho các bạn trong những chuyến du lịch đi xa cùng gia đình, trong những hành trình trải nghiệm 8 tháng. Vào ngày 20 tháng 3 này, tại đại lý Phú Mỹ Ford làm lễ ra mắt đầu tiên Ford Everest 2021 Sport. Mời quý khán giả và khách hàng đến Ford Phú Mỹ để cùng trải nghiệm. Đây, trái tim của xe là khối động cơ turbo 180 mã lực với hộp số 10 cấp và 420 Nm. Rồi các bạn cùng tham quan xung quanh, mình quay chi tiết. Đây, phía đèn phía trước, đèn bi xenon ha, với dãy led ở phía dưới, daylight bi led luôn các bạn ơi. Đó, với chữ Everest dập nổi trên nắp capo rất là đẹp mắt, cùng mâm sơn đen bóng 20 inch. Rồi các bạn thấy hay thì vui lòng like, subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ ghép những hình ảnh của xe cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn lần sau.